Đây là thanh Katana chiến binh nha anh em nhá, 103 cm. Đấy. Thanh này là thép T10, phụ kiện đồng. Đây, thép T10 này anh em nhá. Đó, phụ kiện đồng. Phụ kiện này thì cái chắn này của nó là chắn hình con rồng nhá. Tay cầm bọc da cá này. Đây, mình test cho anh em xem. Test độ bén nha anh em nhá. Anh em nào quan tâm thì inbox cho mình.